Các bạn nên sử dụng micro gì? Có hai chiếc loa cột rất là đình đám hiện tại. Electric Void 30M, Bo L1R8 kết hợp với những chiếc micro Hữu đã gợi ý cho các bạn. Thực ra trên thị trường nó có rất là nhiều mẫu, nhưng mà Hữu cảm thấy tâm đắc hai cái mẫu này. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Truyền Hữu Audio. Thì nay lại là tiếp tục một cái video. Các bạn nên sử dụng micro gì với lại loa cột di động ở đây? Thì ở đây Hữu đã chuẩn bị sẵn hai mẫu loa di động chính hãng của Mỹ, Electro Void 30M, công suất đỉnh, công suất peak là 1000W, với mixer Dynacord rất là hay. Và sát bên đây là Bose L1R8, công suất thật là 300W, nhưng mà công suất đỉnh cũng khoảng 1000W nha. Ở đây thì nó sẽ không có công nghệ mixer Dynacord như 30M, nhưng mà được đổi lại cái là chất âm của Bose rất là sâu. Rồi chúng ta nghe cái dải mid, dải hai rất là chi tiết rõ ràng cho cái vocal. Nhưng mà hiệu ứng để các bạn hát á, là cái reverb ở trên cái bô này thì nó cũng ở mức là rất là khô nha. Theo Hữu đánh giá nó khô, nó khó hát so với cho các cô chú anh chị lớn tuổi mà sử dụng cái mẫu này á. Mà nếu mà sử dụng cái reverb có sẵn thì cực kỳ khó hát luôn. Thì hôm nay Hữu test cho các bạn luôn nè, hai cái dòng mic mà Hữu chuẩn bị test cho các bạn luôn, để các bạn có thể nâng cấp. Và một cái gợi ý của Hữu là các bạn xài loa gì thì nên sử dụng mic gì. Thì đây là những cái gợi ý theo cái hơi hướng cá nhân của Hữu thôi nha. Thì ở đây Hữu sẽ chuẩn bị một cái Soundmix O1 5 chế độ Echo. Đây là cái dòng best seller bên Hữu ha, thời gian vừa qua. Này là khoảng 2.8 triệu. Và Navision N86 micro bóng đèn dành cho dàn karaoke chuyên nghiệp. Thì mình sẽ thử hai cái loa này với hai cái dòng mic này để các bạn xem cái hiệu quả. Và anh em nghe thử âm thanh ở bên ngoài, mình đã bố trí trước shop như thế này thì âm thanh như thế nào mọi người nha. Đó, thì mời mọi người bây giờ Hữu tiến hành setup thử trước cho các bạn là cái mic Navision này nha. Và Hữu đã vừa kết nối với một cái bộ mic không dây Navision N86 ở đây. Thì đây là mic bóng đèn, theo Hữu đánh giá thì cái chất hút mic cực kỳ nhạy luôn, sử dụng cho cái dàn karaoke gia đình. Các bạn có thể sử dụng cho những cái mẫu loa cột như thế này ha. Đó, về chất âm thì Hữu đánh giá mic này ấm. Đó, chất âm rất là ấm tại vì cái màu của mic bóng đèn mang lại. Đó. Nhưng mà các bạn có thể xài với loa cột, nhưng mà Hữu đánh giá là cái hiệu ứng reverb ở trên cái bô là 1R8 này, thì mời các bạn nghe thử. Hữu đã tăng tối đa rồi thì nó sẽ hiệu quả với những cái loa nào, không phải lúc nào thì nó phải xài với cùng cái mẫu loa đó đâu. Các bạn thấy hiệu quả thì các bạn mới sử dụng nó thôi. Thì Hữu đã tăng hết rồi, bây giờ các bạn nghe nè. Liệt 1 2 1 2 6 7 Hữu sẽ đó, các bạn nghe thử hiệu ứng nè. Hữu đã tăng tối đa rồi đó. Rồi tối đa rồi, âm lượng Hữu sẽ tăng một xíu nè. Đó, các bạn nghe cái tiếng reverb khá là khô đúng không? Khá là khô. Nếu mà chúng ta hát thì nó sẽ khá là tốn sức và nó không có echo nữa. Đó, thì ai mà có cái kỹ thuật hát hoặc là cái giọng khỏe thì mới sử dụng với cái bô là 1R8 này được thôi. Ở riêng Hữu thì Hữu cần có echo, cần có thêm verb nữa mới hát được. Các bạn nghe nè. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Mẹ ơi con đã già rồi. 1, 2. Đó, các bạn nghe, mình sẽ không hát với nhạc để cho các bạn nghe rõ cái vocal khi mà sử dụng mic với cái bô này nó sẽ như thế nào ha. Bây giờ Hữu sẽ chuyển cái mic này qua với lại cái Electro Void 30M, sử dụng cái hiệu ứng reverb của công nghệ mixer Dynacord tích hợp với lại TV này nha. Rồi, tiếp tục Hữu lại nấu cái mic Navision Audio này vào cái Electro Void 30M này ha. Đó, công suất 1000W. Thì các bạn nghe thử cái hiệu ứng reverb Dynacord của mixer Dynacord như thế nào nha. Các bạn nghe rất là sâu. Ở trên mỗi kênh của micro này các bạn sẽ xài được hai cái effect. Channel 1, cái effect đầu và cái effect sau. Thì Hữu chỉ xài một cái thôi ha. Đó là cái hiệu ứng reverb kèm echo nhẹ thôi. Cái hiệu ứng thứ hai, effect thứ hai Hữu đã tắt đi. Tùy các bạn thôi, Hữu xài cái này là Hữu thấy ok rồi. Cái tên của cái hiệu ứng này là Long Reverb và Echo. Nó tới 30 mấy hiệu ứng lận, các bạn chọn và các bạn tăng giảm thôi. Xài trên app cũng được. Sau khi chỉnh ok rồi thì tăng giảm trực tiếp trên loa thôi nha. Các bạn nghe nè. 1, 2, 2. Nói anh biết em và người đó đang như thế nào. Nói anh biết sao lại lần tránh bao câu trả lời. Cần gì em phải che giấu điều đã yêu cứ đến với người sau. 1, 2. Rất là sâu đúng không? Đó. Bởi mới nói là
khi mà chúng ta xài á, anh em mà không muốn eco á, mà muốn cái mic nó hút chứ âm nó ấm, xài trực tiếp cái N86 này luôn với lại cái Electro Boy thì nó hợp lý hơn so với các bạn kết hợp với cái những mẫu loa có reverb khô như thế này, hát không nổi đâu. Cũng khuyên các bạn thật tình luôn, các bạn muốn tiếng echo sâu hơn lấy cái này đây nha. Với cái dòng này thì nó sẽ sử dụng được cho cả hai loa luôn. Thì cách sử dụng như thế nào một lát mình sẽ chia sẻ các bạn luôn. Thì với BOLO1R8 thì chúng ta sẽ pha một xíu cái reverb ở trên cái loa tầm khoảng 30% thôi. Các bạn để nhiều quá thì cái tiếng nó bị xì nhiều thì nó vô tình nó sẽ dễ gây hú, tại vì cái mic này nó sẽ không có chấm hú đâu. Nó thì ở cái không gian mà nó càng bị bí thì nó càng dễ hú nha các bạn. Các bạn pha một xíu reverb vào thôi và chúng ta sẽ sử dụng cái echo trên cái sound mic O1 này. Đó. Thì bây giờ lại tiếp tục gắn thử cái sound mic cho các bạn nghe echo trên hai mẫu loa này và Hữu sẽ hát cho các bạn nghe. Riêng cái BOLO1R8 thì nó khô quá nên là Hữu không hát test thử. Nhưng mà Electro Void 30M này thì verb với echo nó khá là mềm. Mình sẽ test một đoạn cho các bạn nghe nha. Và thử với sound mic O1 sao. Bây giờ sẽ hát thử cái Navision N86 với lại 30M. Mời các bạn nghe chất âm của Electro Void 30M với lại N86. Sao em không nhìn về tương lai, tình này là một nhánh hoa dài, gió xanh sao đưa với những đóa hoa hồng là ơi. Rồi, trong cái bộ mic sound mic O1 này thì chúng ta sẽ có một cái đầu cắm thu tín hiệu sử dụng bằng pin sạc nha. Cái giải pháp này thì nó nhỏ gọn hơn nhưng mà nó bị bất tiện cái là các bạn phải xài cái pin này. Hết pin thì chúng ta nên có những cái pin dự phòng cho nó, tại vì chúng ta hát giữa chừng mà nó hết như vậy thì không ổn ha. Rồi hai tay mic tăng giảm được 5 chế độ echo nè, tăng giảm được bass, treble và âm lượng cho mic đó. Thì đơn giản vậy thôi, rất là gọn. Bây giờ mình sẽ đấu với lại cái bô cho các bạn nghe thử. Rồi các bạn đã nghe âm thanh của bô L1R8 kết nối với lại cái mic sau mic O1 nha. Echo thì mình đang để reverb ở trên loa mình để khoảng gần 30%. Đó, còn echo thì mình đang để chế độ echo 4. Tùy các bạn sử dụng dòng nhạc nào, các bạn muốn khô vừa thì để chế độ echo 3. Và các bạn hát những cái dàn nhạc bolero hay ghe thì để echo 4. Reverb ở trên loa nè các bạn. Khi các bạn nhấn nè, nó sẽ có từng cái nó sáng lên cho các bạn nè. Bass, treble. Rồi reverb. Nè reverb nè. Chúng ta sẽ pha tầm nhiêu đây thôi, hũ pha nhiêu đây thôi, tầm nhiêu đây nè. Đó. Đó. Khoảng 4 khía này, 3-4 khía này thôi, chứ không có xài nhiều quá. Đó, volume thì tùy, các bạn muốn hút mic thì tăng lên. Rồi, đơn giản vậy thôi. Và sử dụng cái chế độ echo số 4 nè. Nó nằm cấp độ, Hữu xài cấp độ 4. Hữu sẽ hát cho bạn nghe thử bài Chờ Đông nha. Rồi, đập. Hay mất mất, lại buồn hay sao? Khi anh đã một đời yêu ở đây thì Hữu đang cái sử dụng cái chế độ echo 4 ở trên cái sound mic O1 này. Như nãy Hữu chia sẻ là Hữu để có 4 gạch của cái reverb của cái L1R8 này thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ đấu sang cái Electro Void 30M này. Thì cái hiệu ứng của mixer Dynacon này thì nó quá hay rồi. Thì mình chỉ cần pha một xíu thôi. Cái này nó chỉ dành cho cô chú mà thích cái hiệu ứng có echo. Đó, còn nếu mà ai mà hát tốt rồi á thì cứ sử dụng cái Navision này với là cái reverb có sẵn của cái 30M ha. Nên Hữu nói là cái giải pháp này sẽ phù hợp với các bạn thích cái chiều sâu, cái echo của giọng hát nhiều. Bây giờ mình sẽ đấu qua cái này và hát test một cái lần nữa cho các bạn nghe. Ở trên đây thì cái reverb nó khá là hay rồi. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái input này bằng cách bấm vào input 1 vào cái menu này nha. Rồi chúng ta sẽ lăn cái bánh xe này tới cái mục FX1, có nghĩa là các bạn đang xài cái hiệu ứng reverb của nó đó. Reverb cộng echo của nó có sẵn. Đó, thì bây giờ Hữu sẽ giảm đi 1, 2, vừa thôi. Lấy một ít thôi, cho nó lấy cái tiếng xì reverb một xíu thôi. Và chúng ta sẽ cộng hưởng với lại cái echo ở trên đây. Chắc Hữu nghĩ Hữu xài ở chế độ cấp độ 3 thôi. Đó, thì cái verb ở đây nó khá hay rồi. Các bạn có thể để khoảng -9 hoặc -8 nha. 1, 2, 6, 1, 2. Đó. Echo
thì Hữu sẽ để khoảng 3 thôi. Lên 1, 2. Em ơi có phải trời đã sang đông? Thì như Hữu chia sẻ rồi, cái này là vang, cái eco nhiều ít là do các bạn thôi nha. Chế độ nhạc trẻ thì các bạn để khoảng 3, và tùy gu mọi người nữa, có nhiều người thích là cái eco nó nhiều thì các bạn cứ để tối đa là chế độ cấp độ 5. Còn riêng Hữu thì Hữu xài cho dòng nhạc bóp ballad thì khoảng tầm cấp độ 3 thôi. Rồi bolero thì Hữu để khoảng cấp độ 4 thôi, chứ ít khi nào mà để cấp độ số 5 lận. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hát một bài nhạc trẻ cho các bạn nghe với lại Summit O1 kết hợp với A30M nha. Đó. Mời các bạn. Và các bạn cũng vừa nghe xong hai chất âm của hai chiếc loa cột rất là đình đám hiện tại Electrovoice 30M Bolo 1R8 kết hợp với những chiếc micro Hữu đã gợi ý cho các bạn. Thật ra trên thị trường nó có rất là nhiều mẫu, nhưng mà Hữu cảm thấy tâm đắc hai cái mẫu này dành cho các bạn muốn cái chất âm ấm, bắt bít nhẹ, xài với loa có hiệu ứng hay sẵn, có reverb hay sẵn rồi, thì lấy Navision N86 giùm Hữu nha. Giá hiện tại là 7,5 triệu một cặp. Nếu ai muốn cái chiều sâu giọng hát, muốn cái eco nhiều thì xài với loa nào cũng được, chỉ cần đấu cái này vào thôi thì nó sẽ cho chúng ta 5 chế độ eco để có cái chiều sâu các bạn nha. Thì tùy mục đích sử dụng của các bạn, tùy cái gu nhạc của các bạn nha mà các bạn sử dụng thôi. Đó là gợi ý của Hữu. Và Summit O1 là 2,8 triệu một cặp. Rồi, sẵn ở trong cái dịp gần Tết này thì Hữu sẽ báo giá cho các bạn về hai cái mẫu loa cột ở đây luôn. Các bạn thích mẫu Bolo 1R8 ở đây, hiện tại giá thị trường thường khoảng 33-35 triệu. Bô chính hãng của Việt Nam ha. Thì riêng chỗ Hữu thì Hữu để cho anh em cái loa này 31,5 triệu ha, 31,5 triệu chính hãng. Ok, đó. Rồi, cái sản phẩm này là Hữu đã đập thùng review rồi ha, Hữu còn số lượng là một cái thôi. Rồi, nếu anh em nào thích Electrovoice 30M này thì giá thị trường hiện tại là 46,8 triệu. Các bạn lấy cái này nó sẽ còn khoảng 42 triệu. Ok, cảm ơn các bạn anh chị rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem nhiều video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.